nằm trong khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa với khí hậu hết sức thuận lợi. Việt Nam có một hệ thống thảm thực vật vô cùng phong phú và đa dạng, phát triển xanh tốt khắp các vùng trong cả nước. Hệ thống thảm thực vật này chính là nguồn nguyên liệu vô cùng phong phú cho các nghề thủ công truyền thống. Tuy nhiên, việc phát triển các ngành nghề thủ công ở một số vùng nước ta diễn ra một cách nhỏ lẻ, tự phát và việc đầu tư tái tạo chưa đúng hướng đang làm cho nguồn nguyên liệu dần cạn kiệt. Thu nhập của người dân từ các nghề truyền thống cũng không được đảm bảo do thiếu chiến lược phát triển thị trường một cách đúng đắn, khiến cho đời sống của người lao động vẫn quanh quẩn với đói nghèo. Dự án sản xuất và thương mại xanh tăng thu nhập và cơ hội việc làm cho người nghèo nông thôn tại Việt Nam do Quỹ Mục tiêu Phát triển Thiên nhiên Kỳ tài trợ ra đời từ năm 2010. Với mục tiêu giúp tăng thu nhập và tạo cơ hội việc làm cho người nông dân trên địa bàn 4 tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An. Dự án sản xuất và thương mại xanh tiếp cận theo chuỗi giá trị với sự tham gia của 5 tổ chức Liên Hiệp Quốc là Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc FAO, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc UNIDO, Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, Tổ chức Thương mại và Phát triển UNTAC và Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC. Ngoài ra, còn có sự tham gia của Hiệp hội các nhà xuất khẩu thủ công mỹ nghệ Việt Nam, Vietgrab và Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam, Vietjet. Quỹ Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đặc biệt chú trọng vào phát triển nghề thủ công truyền thống bởi nhiều lý do. Một trong số đó là tính liên hệ mật thiết với văn hóa. Như bạn biết đấy, văn hóa ở một số nền kinh tế đang phát triển ở các quốc gia thường là yếu tố bị bỏ quên. Điều chúng tôi thực sự muốn làm ở Việt Nam là cùng với người sản xuất thủ công lồng ghép văn hóa vào những sản phẩm mới. Đó là lý do mà chúng tôi thực sự quan tâm đến văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số của các quốc gia. Đồng thời đây cũng là cách để giảm nghèo cho các hộ gia đình và phát triển nền kinh tế nói chung. Dự án này được triển khai dựa trên những điều tra thực trạng ban đầu và đề xuất nhu cầu của các vùng dự án. Từ đó dự án xác định được những hoạt động can thiệp phù hợp với từng điều kiện của địa phương. Đây cũng chính là ưu điểm lớn của dự án, tập trung hỗ trợ theo chuỗi, dựa trên thế mạnh của từng địa phương. Trong phạm vi 4 tỉnh trên, dự án hỗ trợ tập trung vào 5 chuỗi giá trị là mây tre, dầu tằm dệt vải, cói, sơn mài và giấy thủ công. Dự án hỗ trợ người nông dân theo một chuỗi giá trị tổng thể, bắt đầu từ khâu trồng nguyên liệu, chế biến, sơ chế nguyên liệu thô, khâu sản xuất cho đến hoàn thiện sản phẩm cuối cùng và tiếp cận thị trường. Đối với những vùng nguyên liệu, dự án hỗ trợ giống mới, phân bón, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nguyên liệu tới từng hộ nông dân. Từ đó sẽ là nền tảng để các hộ nông dân phát triển cây nguyên liệu, tạo nguồn đầu vào ổn định cho các cơ sở sản xuất. Giống dâu VH13 là giống mới của dự án so với cái giống dâu địa phương là giống dâu Hà Bắc ngày xưa này. Thì cái dâu VH13 này là lá nó to hơn này, tôi thấy là lá to hơn này, dày hơn này. Đấy. Và đồng thời là riêng cây là nhặt đốt hơn này. Đấy. Cái cây dâu là nhặt lá hơn. À. Mà lá nó có xanh rồi dày nó dày hơn này. Thì so với nếu như mà cần băng của nhà khoa học người ta nghiên cứu người thì điểm là riêng cái giống dâu VH13 này là thu hoạch cho lá là một năm là coi như từ tháng 2 cho đến tháng 12 là nó đều có lá cả. Mà tính ra là coi như cái của cái VH13 này nó cho thu nhập là 35-40 tấn trên 2 trên 5. Sau khi ổn định được vùng nguyên liệu, vấn đề thu gom tận dụng các nguyên liệu thừa cũng được dự án quan tâm. Các phụ phế phẩm từ cói, mây tre trước kia vẫn bị bỏ đi thì nay đã được tái chế lại, tận dụng tối đa để tiết kiệm nguyên liệu và cùng góp phần giảm thiểu các yếu tố tác động không tốt đến môi trường sống. Song song với các hoạt động trên, dự án tiếp tục mở các lớp đào tạo để hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ cho người nông dân, mở lớp hướng dẫn bà con nhân dân
về việc cải thiện điều kiện làm việc tại hộ gia đình, từ đó giúp người dân tiết kiệm được nguyên liệu, thời gian cũng như công sức mà vẫn đạt hiệu quả cao. Thì qua cái lớp tập huấn lần này thì tôi học được ở cái lớp tập huấn này là các cái cải thiện cái điều kiện làm việc và cải thiện cái phương thức cũng như tất cả cái môi trường làm việc của cái các cái ngành nghề hoạt động sản xuất như mấy tre đan rồi các điều kiện làm việc của dấu tơ tầm nói chung. Thì từ cái chỗ mà học được đấy về thì tôi sẽ tiếp thu về để truyền đạt lại những hộ khác, cải thiện được nhiều cái phương tiện, những cái điều kiện cũng như cái môi trường để rồi làm việc có hiệu quả, an toàn. Đối với các công ty sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thủ công, dự án sản xuất và thương mại xanh đã giúp xây dựng các sách hướng dẫn và sổ tay quản lý chất lượng, hỗ trợ về thiết bị, công cụ như thiết bị sấy khô, máy cân sơn, các thiết bị nhuộm. Ngoài ra dự án còn giúp cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất và chất lượng nhiên liệu, hỗ trợ sản xuất sạch hơn, cùng với đó là hỗ trợ với các trang thiết bị và đào tạo tập huấn đến tận các doanh nghiệp. Sản phẩm của 5 chuỗi giá trị đều được dự án hỗ trợ thiết kế mẫu sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Các hộ sản xuất cũng thường xuyên được đưa đi tham quan các mô hình điểm tại những địa phương khác để có thể nâng cao trình độ, học hỏi kinh nghiệm và áp dụng thực tiễn vào địa phương mình. Dự án sản xuất và thương mại xanh đã chú trọng thúc đẩy thị trường trong nước và xuất khẩu, hướng tới xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ một cách bền vững. Hỗ trợ người dân thông qua doanh nghiệp để là doanh nghiệp là người ta là cái vấn đề là sản xuất cái gì, người dân sản xuất cái gì và được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Cái mối liên hệ là người dân thì sản xuất, doanh nghiệp thì tìm kiếm thị trường và thông qua cái vấn đề để nguyên liệu đầu vào và sản xuất sản phẩm và xuất khẩu. Như vậy là một cái chuỗi giá trị là sản xuất bền vững thông qua giữa người lao động và doanh nghiệp để có một mối quan hệ chặt chẽ. Việc phát triển thị trường, tạo hướng đi cho sản phẩm là điều được dự án đặc biệt chú trọng. Việc tham gia những hội chợ lớn như Lifestyle Việt Nam 2012 khiến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế biết đến. Việc xúc tiến thương mại thông qua các hội chợ triển lãm thực sự đã đưa những sản phẩm mang tinh thần và giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Trong 3 năm hợp tác thì chúng tôi đã hưởng rất nhiều cái lợi ích mà bên dự án đem lại. Ví dụ, dự án giúp chúng tôi can thiệp rất sâu vào quy trình sản xuất, hỗ trợ cái kỹ thuật đào tạo về sản xuất để làm sao sản phẩm làm ra giảm thiểu cái tác động môi trường cũng như là tăng thu nhập cho người dân của làng nghề. Cái thứ hai là dự án giúp chúng tôi trong việc xúc tiến thương mại và thiết kế sản phẩm. Ví dụ có một số chương trình là nhờ cả chuyên gia về thiết kế sản phẩm để bán chúng tôi. Cả một số dự án đang bày ở bên chỗ gian hàng chung đấy là có của bên dự án này. Và thứ ba là xúc tiến thương mại gồm có đưa chúng tôi đi các hội chợ quốc tế. Thí dụ như năm tháng 1 năm 2012 thì chúng tôi có được tham dự hội chợ New York Expo Show miễn phí. Và cũng bên dự án xanh có thương kết hợp với một số tổ chức phi chính phủ khác để tổ chức ra những cái đoàn tham quan như vậy. Sau thời gian triển khai dự án sản xuất và thương mại xanh đã thu được những kết quả khả quan. Các vùng nguyên liệu được phát triển ổn định hơn, năng suất và sản lượng được cải thiện. Việc tận dụng tối đa các phế phẩm không chỉ bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguyên liệu mà còn giúp người dân nghèo có những kỹ năng thủ công đơn giản để tạo ra những sản phẩm đẹp mắt, đáp ứng thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, người dân cũng được trau dồi các kỹ năng về quản lý, kinh doanh và tiếp cận thị trường.
Thì trước đây thì hàng hóa tiêu thụ sản phẩm chúng tôi rất kém, nhưng sau nhờ hỗ trợ của dự án thì đổi mới cơ chế cái sản phẩm, tức là đa dạng hóa sản phẩm. Ví dụ như dự án Lộc Kinh, chỗ Chị Hồng, dự án chỗ Viện Nghiên cứu Học các Làng Nghề Việt Nam cũng đã giúp chúng tôi là đổi mới những cái hàng, mẫu mã, thiết kế cho chúng tôi. Qua đấy thì chúng tôi là cũng được dự án cho đi các hội chợ giới thiệu sản phẩm các làng nghề thủ công Việt Nam. Thì chúng tôi cũng gặp được bạn hàng. Dự án thành công đã tạo ra mối liên kết chặt chẽ hơn giữa người trồng, người sản xuất, các doanh nghiệp và khách hàng. Mở rộng thị trường, đưa hàng Việt Nam đến với người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới. Thì nói sau 3 năm tổ chức thì Lifestyle Việt Nam đã được các doanh nghiệp, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là một hội chợ tốt nhất ở Việt Nam hiện tại bây giờ, và cũng là một hội chợ xứng tầm với khu vực. Và các doanh nghiệp mà trong phạm vi của chương trình sản xuất và thương mại xanh hỗ trợ cũng thông qua cái hội chợ này thì tìm kiếm được nhiều khách hàng hơn, và đồng thời là cũng đem lại cái thu nhập tốt hơn cho những người sản xuất trong phạm vi 4 tỉnh mà được hưởng lợi với chương trình này. Qua những kết quả đã đạt được, dự án sản xuất và thương mại xanh đã góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động ở nông thôn, nâng cao chất lượng sống cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi để họ phát triển ổn định, hiệu quả các nghề thủ công mỹ nghệ theo một chiến lược định hướng lâu dài, tạo ra chuỗi giá trị xanh bền vững trên các vùng đất truyền thống, đồng thời duy trì mục tiêu thoát nghèo từ nghề thủ công cho người dân địa phương.